Sáng nay, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng trở về của các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đầy. Chương trình diễn ra ở di tích quốc gia đặc biệt trại giam Phú Quốc do tỉnh Kiên Giang tổ chức. Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thành phố Hồ Chí Minh cùng gần 2.000 đại biểu và cựu tù Phú Quốc. Trại giam Phú Quốc là trại giam lớn nhất miền Nam giai đoạn 1967-1973 với diện tích 400 hectare. Chỉ trong thời gian từ 1967 đến 1972, có hơn 40.000 người bị giam cầm. Với hơn 45 đòn tra tấn dã man, trong hơn 6 năm có 4.000 tù binh là chiến sĩ cách mạng, đồng bào, đồng chí của ta bị địch giết hại. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đại tướng Lương Cường trân trọng gửi đến các chiến sĩ cách mạng, đồng bào, đồng chí bị địch bắt tù đầy tại các nhà tù của thực dân đế quốc và tay sai trong cả nước và tại trại giam Phú Quốc những tình cảm chân tình, sâu nặng và lòng biết ơn sâu sắc nhất. Đại tướng Lương Cường cho biết, lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng trở về của các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đầy hôm nay như một lời nhắc nhở chúng ta về truyền thống yêu nước, về lòng tự hào dân tộc, trách nhiệm phải sống, lao động, học tập, bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng với sự hy sinh to lớn của lớp lớp các thế hệ cha anh đi trước. Đại tướng Lương Cường đề nghị các ban, bộ ngành trung ương, các địa phương và cả hệ thống chính trị tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả chỉ thị số 14 ngày 19 tháng 7 năm 2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng, phát huy truyền thống, đạo lý, uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa bằng những chương trình hành động, việc làm cụ thể, thiết thực để hỗ trợ chăm sóc, giúp đỡ người có công, các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, các chiến sĩ bị địch bắt tù đầy, nhất là gia đình còn khó khăn trong cuộc sống. Thường xuyên đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phát huy giá trị của di tích quốc gia đặc biệt trại giam Phú Quốc, quan tâm đầu tư phục dựng, cải tạo, nâng cấp các công trình, tích cực sưu tầm hình ảnh, di vật, hoàn thiện các tư liệu lịch sử, xuất bản ấn phẩm gắn với tăng cường tổ chức các hoạt động thực tiễn, để nơi đây mãi là địa chỉ đỏ trong hành trình về nguồn của nhân dân mọi miền Tổ quốc cũng như bạn bè quốc tế. Trước đó, Đại tướng Lương Cường cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Kiên Giang và đại diện các cựu tù Phú Quốc đến dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ Phú Quốc và đền thờ liệt sĩ thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.